Chào mọi người, tôi là Hùng, làm bên truyền thông cho nên là phải thường xuyên xem thông tin để mà cập nhật xu hướng của mọi người đó. Mà dạo gần đây tôi hay gặp mấy cái bài viết về sự chung thủy của đàn ông nha. Là do các cô chưa gặp đúng người thôi, chứ sao lại đánh đàn cánh đàn ông của tụi tôi đều lăng nhăng vậy ta? Để tôi kể các cô nghe về trường hợp tôi gặp phải nè, xem các cô còn nghĩ là đàn ông tụi tôi còn lăng nhăng hay không nữa nha. Vô, tôi đã kết hôn được 3 năm, có một cậu con trai. Cuộc sống hôn nhân của tôi với Hương khá là bình yên và hạnh phúc. Hương là một người vợ hiền lành, xinh đẹp, xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Em ấy luôn cố gắng làm hài lòng mọi người, rồi giữ hòa khí trong gia đình cũng như là các mối quan hệ xã hội. Hương có một cô bạn thân từ thời đại học tên là Thu. Thu thì quyến rũ, hoạt bá, cuộc sống thì khá giả. Thu thường xuyên đến nhà tụi tôi chơi. Ban đầu tôi cũng không để ý nhiều đến sự thân thiết quá mức của cô ấy đâu tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng thì hai người bạn thân gặp nhau vui vẻ rồi chia sẻ nhiều chuyện dễ thôi mà dần dần tôi nhận ra ánh mắt của thu dành cho mình không còn trong sáng như trước các mọi người đây nè một buổi chiều sau khi về nhà từ công ty tôi ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách thì nhận được tin nhắn từ thu một bức ảnh nóng của cô ấy trời mọi người không nghe nhầm đâu nha bức ảnh nóng rất rõ ràng và gợi cảm luôn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi lại nhận được tin nhắn tiếp theo Ôi, xin lỗi anh Tùng, em gửi nhầm, đừng gửi cho bạn trai mà lỡ tay gửi nhầm anh, mong anh bỏ qua ạ. À. Trời ơi, tôi biết ngay dụng ý của Thu mà, đó không phải là sự nhầm lẫn vô tình đâu, mà là một hành động có chủ ý để thách thức tôi á. Thu nghĩ rằng tôi sẽ bị cuốn hút bởi hình ảnh đó, bắt đầu mối quan hệ mờ ám với cô ta hàng sao. Nhưng Thu đã nhầm, tôi gọi điện cho cô ấy, nói rằng á, tôi muốn gặp cô ấy để nói chuyện. Thu đồng ý ngay, nghĩ rằng tôi đã mắc câu đó. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần nhà, khi đến nơi, Thu ngồi chờ tôi với nụ cười tươi rói à. Tôi bước vô, ngồi xuống đối diện cô ấy, nhìn thẳng vô mắt Thu. Anh Tùng, em xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Thực sự là em gửi nhầm, mong anh đừng để bụng nha anh. Thu nói giọng điều nhẹ nhàng lắm. Tôi không để cô ta tiếp tục đâu. Thu, anh biết, em không gửi nhầm. Em đã cố tình làm vậy, rồi nghĩ rằng anh sẽ phản ứng theo cách em muốn đúng không? Nhưng mà em đã sai. Anh yêu Hương sẽ không bao giờ phản bội cô ấy đâu em. Em đang đi quá giới hạn của một người bạn đó. Thu mới giật mình Không ngờ tôi là nói thẳng thừng vậy mà Cô ta cố gắng biện minh Anh Tùng em chỉ nhầm lẫn một chút thôi mà Anh nghiêm trọng quá rồi đó Nhầm hả à? em nghĩ rằng việc gửi anh đó cho người khác là chuyện đùa đúng không Em có nghĩ đến cảm nhận của Hương Nếu vô tình cô ấy biết chuyện này không Tôi nói giọng nghiêm nghị lắm Anh sẽ nói chuyện này với Hương Và chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ bạn bè Nếu như em không biết tự kiềm chế hành vi của mình nha Rồi Thu im lặng cúi đầu không nói gì hết Tôi không biết lúc đó cô ta nghĩ gì nữa Mà tôi cũng quan tâm cho lắm đâu sau khi nói lời cần nói xong, tôi đứng dậy đi dậy luôn, mặc cho cô ta sững sợ đó. Tôi quyết định là không nói gì với Hương vì chuyện đã xảy ra. Tôi biết rằng Hương rất là tin tưởng Thu và điều này sẽ làm tổn thương sâu sắc. á. Tôi cũng biết rằng Thu cũng chưa từ bỏ ý định quyến rũ tôi đâu. Vì từ hôm đó trở đi, tôi vẫn đến nhà chúng tôi chơi rất là thường xuyên, làm tôi rất là khó chịu với những bữa cơm tối riêng tư của gia đình tôi. Mà tự nhiên có thêm cô ta, ánh mắt thì đưa đẩy tôi dậy hoài luôn á. Hai tuần sau, tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà để chào mừng sinh nhật của Hương. Tôi mời rất nhiều bạn bè, bao gồm cả Thu. Khi mọi người đã đến đông đủ, tôi kéo Thu ra ngoài sân sau. Thu nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên mà vẫn theo tôi ra sân sau. Có chuyện gì vậy anh Tùng? Cô ấy hỏi. Cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng mà không quên dùng ánh mắt và cơ thể đưa đẩy để dựa sát rồi gần gũi với tôi hơn. Thu, hình như em vẫn chưa từ bỏ ý định với anh đúng không? Tôi kinh tởm đẩy cô ta ra xa tôi. Anh Tùng, em đã xin lỗi rồi mà lần trước chỉ là sự cố nhỏ thôi mà. Thu cố gắng biện minh, giọng điệu thì nũng nịu vậy đó. Nhỏ hả? Em không nhận ra rằng hành động của em có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh hay gì. Sau chuyện đó em vẫn đến nhà anh chơi mà. Hoặc là bây giờ em cắt đứt mọi liên hệ với anh, với Hương. Hoặc là anh vô trong công bố cho tất cả mọi người ở đây vì mọi chuyện em đã làm với anh. Rồi, em chọn đi. Anh hiện tại vẫn còn giữ hình ảnh mà em gửi cho anh đó nha. Thu im lặng, mặt đỏ bừng luôn, xấu hổ rồi giận dữ nữa. Cô ta biết rằng không thể nào đối phó với tôi trong tình huống này, cho nên lý nhí chứ. Anh Tùng, em hiểu rồi. Tôi quay trở lại bữa tiệc, để lại Thu đứng đó với sự xấu hổ. Sau đó, tôi thấy Thu cũng ra về, không chờ hỏi với ai trơn á. Tôi nghĩ lần này cô ta sẽ biết điều mà không quấy rệ đến cuộc sống của gia đình của tôi nữa đâu. Tôi tự có cách bảo vệ vợ tôi khỏi những mối quan hệ độc hại để em có thể hiền lành mà sống yên vui với cuộc sống bên tôi. Đó, mọi người thấy không? Cái đàn ông nhớ giùm tôi nha, đừng vì dâm ba con trà xanh mà lại xa đà, bỏ lỡ hạnh phúc gia đình để rồi mang tiếng cả giới đàn ông của tụi mình nha. Lấy chồng được 5 năm mà nhà mình vẫn chưa có tiếng cười trẻ thơ, mình cảm thấy cô đơn trống vắng trong chính căn nhà của mình. Thấy ai ôm em bé, mình cũng chạnh lòng, nhưng mỗi lần kêu chồng đi khám thì anh lại từ chối. Lý lẽ chồng mình đưa ra là không có con đẻ thì kiếm con nuôi cũng được, chứ có sao đâu mà phải khám, anh không quan trọng chuyện có con, với anh Dũng chồng mình, chuyện con cái không quan trọng, nhưng với mình thì khác, dù cảm thấy chưa được sống trọn vẹn khi không thể sinh được một đứa con, dù là bằng phương pháp nào, mình cũng sẽ không tiếc tiền để được làm mẹ một lần, thế nhưng sự tránh né của chồng khiến mơ ước của mình không thể trở thành sự thật. Gần đây mình phát hiện bản thân có nhiều dấu hiệu lạ, đi kiểm tra thì phát hiện có thai nhưng nhanh chóng bị thai lưu, bác sĩ yêu cầu mình gọi chồng đến thực hiện các xét nghiệm, lúc đó mình mới ngỡ ngàng, nguyên nhân mình mãi không có con là do cả hai vợ chồng đều có vấn đề, nhưng phần lớn là do chồng mình, có lẽ anh Dũng đã biết trước nên mới tránh né, không chịu đi khám, khiến mình cảm thấy đau khổ suốt 5 năm qua cảm thấy cứ sống mãi trong một cuộc hôn nhân không thể đơm hoa kết trái mà chồng còn nhẫn tâm che giấu sự thật mình thấy không đáng từ bệnh viện về nhà mình đã nói với chồng hay là chúng ta chia tay đi biết đâu kết hôn với người khác con cái sẽ đến với chúng ta thế nhưng mọi chuyện lại kết thúc bằng một trận cãi nhau kịch liệt nói tóm lại anh dũng nói sẽ không bao giờ bỏ mình để đến với ai khác và anh sẽ sớm tìm một đứa bé cho mình nuôi dưỡng bầu bạn vẫn còn tình cảm với chồng nên mình cũng xui xui không bàn tính đến chuyện ly hôn nữa nhưng rồi một ngày đẹp trời, mình lại đón nhận tin sốc. Hôm đấy mình không ngủ được sau khi cãi nhau với chồng vì chuyện tìm nuôi con. Mình lang thang ngoài công viên để thả lỏng tâm trạng. Bỗng thấy một người phụ nữ dắt theo một bé trai, gương mặt y hệt anh Dũng, lướt nhanh qua mình. Quá tò mò nên mình đã đi theo cô ta để nhìn rõ mặt đứa bé. Ngỡ đâu mình thấy cô ta ngồi ghế đá, nhận cuộc gọi video call của mình. Ở khoảng cách xa mình không thấy được màn hình, nhưng mà giọng nói của anh Dũng thì làm sao mà nghe lầm được. Mình nghe được lời cô gái kia nũng nịu đòi danh phận Rồi sau đó anh Dũng trả lời Em chịu khó đợi đi Anh làm cô ta mất con rồi không có con Ly hôn lúc nào chẳng được Quan trọng là tài sản đứng tên hai vợ chồng Giờ mà ly hôn thì tài sản chia đôi Anh không muốn mất tài sản vào tay cô ta Nghe cô gái kia than thở con trai đã sắp vào lớp 1 Ngẫm lại mình và anh Dũng chưa mới kết hôn được 5 năm Vậy hóa ra anh đã kết hôn với mình Khi đứa bé kia đã được 1 tuổi Mình đã bị lừa vào chồng mà không hay biết hóa ra lý do anh ta không quan trọng chuyện con cái là vì bản thân đã có con rồi vậy mà mấy năm nay mình đã không tiết tiền cho anh dũng và gia đình anh nhiều thứ chỉ để bù đắp chuyện thiếu con cái tính ra tài sản đều đứng tên hai vợ chồng nhưng sự thật chỉ có con xe máy là của anh dũng mua trước khi cưới còn lại đều là do mình làm ra hoặc bố mẹ mình cho tiền mình mua biết rõ mọi chuyện mình theo dõi anh dũng rất sát sao để chụp bằng được khoảnh khắc anh ngoại tình nhưng rốt cuộc lại chỉ thấy được cảnh anh gọi video call cho người phụ nữ kia mà không hề gặp mặt cuối cùng nhịn không được mình xông lên chen mặt vào chung khung hình với chồng người phụ nữ kia hốt hoảng tắt điện thoại ngay lập tức nhân cơ hội đó mình yêu cầu ly hôn nhưng anh dũng lại tiếp tục níu kéo anh xin em đừng bỏ anh những lời anh nói chỉ để cô ta yên không quấy phá gia đình này thôi anh yêu em anh muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy em đừng rời xa anh mình nghe lời cầu xin mà lòng đau đớn Anh ta đang nói thật hay nói dối Mình không biết nữa Nhưng mình không muốn ly hôn dễ dàng như vậy Tài sản của mình sẽ rơi vào tay anh ta Mình muốn giữ tài sản thì phải làm sao đây Muốn có chứng cứ ngoại tình mà khó quá Shipper giờ như người nhà Ship đến tận giường mà không cần alo Đến giao hàng mà chó còn không thèm sủa Đây là trường hợp nhà mình các bạn ạ à. Không biết chỗ mấy bạn ra sao Chứ nhà mình với anh shipper sắp hòa tan với nhau luôn rồi đó Thời đại 4.0 này, việc mua hàng online là chuyện quá đổi bình thường. Mình thậm chí còn mua thường xuyên do bận đi làm không có thời gian đi lựa đồ. Chỉ cần lên các sàn thương mại điện tử và click một cái là có thể trước đồ về tay sau mấy ngày rồi. Vậy nên mình mua hàng rất nhiều, mua nhiều đến độ mà anh shipper ra vào nhà mình như nhà của bản thân luôn. Mình còn nhớ như in những ngày đầu mẹ mình ở nhà nhận hàng cho mình. Mẹ mình cấu lắm, hôm nào nhận hàng là hôm đó mình bị chuỗi te tua người ta làm 10 tiết kiệm tám, con nhà này thì làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, hôm nào cũng thấy có hàng giao tới, mua thì cũng phải mua vừa vừa phải phải thôi chứ. Chả là chỗ làm mình không tiện ra ngoài nhận đồ, không thì cũng không ship về nhà, Hôm nào mà có tận 4 hay 5 đơn trong một ngày, anh shipper sẽ liên hệ mình báo trước và đồng ý cầm đơn hộ mình, đợi mình về rồi qua nhà anh lấy. Chưa để mẹ mình nhận một lúc nhiều đơn là mẹ mình chửi mình bơm đầu luôn á. Về anh shipper của mình đó hả, anh ấy tên Hưng, là một chàng trai cao ráo, khỏe khoắn, lại rất nhiệt tình. Các bạn nghĩ anh ấy ship hàng cho mình sẽ thân với mình đúng không? Nhưng mà không nha, lâu dần anh Hưng thân với mẹ mình hơn cả mình nữa. Chẳng hạn như có một lần giao hàng cho mình, lúc đó mình đang ở nhà rồi, không cần mẹ ta nhận hộ. Thế mà mẹ mình đang cầm mít hát dở, lại chạy ra ngoài với gọi shipper. Hưng giao hàng hả con? Vô đây, làm với cô một bài rồi đi. Thế mà anh ấy cũng vào làm nửa bài rồi mới đi thiệt. Thấy trên bàn có đĩa nho khô, cũng bốc một nắm rồi đi ra ngoài đi giao hàng tiếp. Riết rồi nhà mình mà anh Hưng ra vô thoải mái luôn. Chưa hết đâu, có lần buổi trưa nắng nóng, anh Hưng giao hàng cho mình đúng vào lúc gia đình mình đang ăn cơm. Mình chỉ tiện mồm lịch sự mời anh ăn cơm một câu, mà ai dạy anh ấy ngồi ăn thiệt, ăn rất nhiệt tình và tự nhiên. Mẹ mình còn gấp thức ăn đầy ủ bát của anh ấy luôn ấy Hưng ăn tự nhiên đi con Trưa nắng giao hàng vất giả quá Sau buổi trưa có giao á Thì cứ đi vô nhà cô ăn cơm Cũng đỡ tốn tiền ăn trưa Tiết kiệm một thể đừng có ngại <laughs> Tối đó mình phải kéo mẹ ra một góc Không người để hỏi xem liệu có phải anh Hưng là con riêng của mẹ ở ngoài với người đàn ông khác hay không Mà sao mà mẹ đối thử tốt với anh ấy quá Ai ngờ mình hỏi xong Thì ăn nguyên cái cắn chổi vô chân Ai bảo mẹ lại thân thiết với anh shipper vậy chứ Thậm chí con chó nhà mình cũng thân với anh Hưng luôn. Mỗi lần đến giao hàng con chó mình còn mừng nữa. Anh ấy còn bế con chó lên khen dễ thương. Rồi bảo có ngày cho vào thùng hàng thì sao bà biết. Mình nghe vậy chỉ biết bất lực thôi. Chính vì thân như vậy mà có hôm xe mình bị hỏng không kịp sửa đi đi làm. Tiện anh Hưng đi giao hàng qua cổng thấy vậy lập tức xung phong đèo mình đi. Mới đầu mình còn hơi ngại. Nhưng mà thấy ổng đã dỡ thùng hàng xuống rồi kéo mình lên xe đi em ru. Nên là mình cũng không từ chối. Rồi 6 giờ rưỡi tối đang làm ra cổng đã thấy anh Hưng đứng chờ ở ngoài Rồi đèo mình về Để cảm ơn anh ấy Mình mời anh vào ăn tối Lần này là mình thật lòng mời Mẹ mình thì vẫn như mọi lần Thấy anh Hưng đến cười hớn hở kéo vào nhà Lần này không phải ăn cơm một cách đơn giản Mà bố mình vắt hẳn canh bia ra Cứ một hai ba vô Cháu một cốc rồi chú một cốc nhậu bét nhẹ luôn Mình phải ngăn lại Không anh Hưng say thật có thì trách việc cơm nước xong xuôi tiễn anh ra ngoài cổng chắc nãy uống hơi nhiều nên có vẻ anh hơi ngà ngà say cứ đứng đó như muốn nói gì với mình á sau cùng anh hỏi mình em có chê anh làm shipper không nếu không thì làm người yêu anh nha lúc đó mình ngại lắm tự nhiên cái được tỏ tình mình không có chê anh gì hết á miễn là làm công việc chân chính thì có gì đâu mà chê bai anh hưng cũng gọi là cao ráo ưa nhìn giờ còn thân với gia đình mình nữa vậy là mình đồng ý với lời tỏ tình của anh ấy luôn mình có kể với mẹ và xem thái độ của mẹ với anh hưng ra sao thì hóa ra mẹ mình đã ưng anh ấy lâu rồi bảo rằng anh ấy vừa ngoan lại lễ phép còn chăm chỉ mẹ mình rất thích nên mới cho phép anh hay ra vào ăn cơm vậy là giờ anh shipper của mình thành con cháu trong nhà thật luôn khi bạn là thành viên kim cương của các sàn thương mại điện tử thì shipper cũng hóa người nhà mà thôi Chả hiểu kiếp trước em có đắc tội gì di nguyệt lão hay không, mà kiếp này đường tình duyên của em nó lận đận không tả nổi. 25 tuổi đầu mới có được một mối tình đầu, tưởng đẹp để thế nào. Quen được một năm thì bị người yêu cũ cấm cho hai cái sừng. Người ta bị cấm sừng thì một sừng thôi, chứ em được hẳn hai cái nha. Gấp đôi canxi, gấp đôi người thường luôn. Lây lắc mãi mới được mối tình thứ hai, là mối tình hiện tại. Mà mối tình này em cũng mới cho nên lên đường hồi tuần trước luôn rồi Người yêu cũ của em 30 tuổi rồi Được nhỏ bạn giới thiệu Nên em cũng thử coi sao Anh cũng khá được trai, công việc ổn định Mà 30 tuổi chưa có bồ thì em cũng hơi ngờ ngợ nha Nhỏ bạn em bảo là do anh bận biểu công việc quá Không có thời gian để yêu đương Giờ công việc ổn định rồi mới có ý định Nghe vậy em cũng ok, nói chuyện tìm hiểu luôn Lớn tuổi thế chắc người ta cũng trưởng thành Kèo này coi bộ thơm ạ à. Lúc đầu mới nói chuyện tìm hiểu đồ cũng thấy anh khá ok Nói chuyện vui vẻ chứ không có cứng ngắc như em tưởng tượng Nói chuyện được một thời gian thì hai đứa quyết định yêu nhau Thời gian đầu thì mọi thứ ok lắm Các ngày lễ hầu như anh đều tặng quà, tặng hoa Không thiếu lễ nào, cũng không cần em nhắc nhở Em cũng là đứa biết điều Nhưng mà dịp quan trọng như sinh nhật hay valentine trắng Em cũng tặng quà lại cho anh mà Em còn chu đáo đi hỏi người này người kia Để lựa quà ưng ý cho anh Với tính em cũng sòng phẳng Không phải kiểu đào mỏ gì người ta đâu Nên là trong thời gian yêu nhau đi ăn đi chơi hôm nay anh trả thì hôm sau em trả thành ra tụi em không có bất cứ vấn đề gì trong việc tiền nông yêu nhau được 2 năm thì tụi em cũng tính tới chuyện kết hôn dù sao cả hai cũng đã lớn tuổi vơi cũng chín chắn rồi ra mắt gia đình đồ các kiểu xong hết rồi chỉ chờ ấn định ngày trăm năm thôi thì em mới phát hiện một khía cạnh khác của anh người yêu Lần đấy em có đặt mua một cái chai serum 500 nghìn Trước giờ em đều dùng loại serum này thôi Trùng hợp hôm đó anh đang ở nhà em chơi Em đưa tiền bảo anh xuống nhận hàng giúp Anh lấy hàng xong thì có vẻ không vui Em mới hỏi anh sao vậy Thì anh bảo em dùng mỹ phẩm gì mà cả 500 nghìn một chai Em bảo loại này hợp với em Em dùng lâu rồi Với em nghĩ với thu nhập của em thì Dùng hàng tầm giá này có vấn đề gì đâu Nghe em nói vậy thì anh ừ rồi thôi Nhưng có vẻ khó chịu lắm Lần khác em có đón ba mẹ của em từ quê lên chơi mấy ngày. Em cũng có báo với anh sắp xếp thời gian đi ăn với ba mẹ của em. Muốn để ba mẹ được thử mấy món lạ lạ, nên em quyết định dẫn ba mẹ đi ăn hai đi lao cho biết. Thấy ba mẹ ăn ngon, em cũng vui lắm. Mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi em đưa ba mẹ về nhà. Xong thì anh kêu em ra nói chuyện riêng. Em đam thắc mắc, thì anh bảo sao em dẫn ba mẹ đi ăn thôi mà đi quán rắc vậy. Em bảo lâu lâu ba mẹ mới ở dưới quê lên, thì em dẫn ba mẹ đi ăn ngon chút có sao đâu anh lại nói ăn có một bữa mà hết 2 triệu thì có phí quá không em cũng hơi không vui rồi tiền là em trả chứ có phải anh trả đâu mà anh khó chịu với em nói thật thu nhập của em một tháng cũng khá là ổn cho ba mẹ ăn một bữa hết 2 triệu không phải là vấn đề gì đáng nói luôn hơn nữa là thỉnh thoảng ba mẹ mới lên chứ có phải là ngày nào cũng ăn vậy đâu vậy mà anh nhất quyết không nghe nói em ăn tiêu phung phí em tức quá mới cãi tiền của em em muốn xài thế nào là em xài em cho ba mẹ em ăn em không tiếc thì thôi chứ anh nói cái gì anh tỉnh bơ nói Hai đứa tính chuyện kết hôn rồi thì tiền của em là tiền của chung. Hôm trước em dùng chai serum thôi mà đã 500 nghìn rồi. Hôm nay đi ăn một bữa hết 2 triệu. Em xài phung phí quá. Sau này cưới nhau về, sao mà lo cho gia đình. đù em tức điên lên. Thế hôm qua anh đặt mua đôi giày gì? Hết 10 triệu, em cũng có nói gì không? Nói như anh thì đó cũng là tiền của chung. Và anh ta trả lời một câu mà tới giờ em vẫn nhớ nguyên văn luôn. Em nghĩ gì vậy? Em là vợ thì tiền của em là tiền của chung. Dùng cho gia đình. Còn tiền của anh là của anh. Anh muốn xài thế nào là quyền của anh? anh thở ra nổi cái câu này thì đúng là bố của cặn bã má lợi khôn như anh á quê em cho vô nồi làm bảy món hết rồi loại cực phẩm này chắc em đem chôn để tránh gây họa cho thế giới mà chắc các cụ nhà em gồng còng lưng mới để em nhận ra được bộ mặt của anh chưa lờ ngờ lấy lấy thằng trả về là đời em tàn luôn sợ thiệt tin gì đau hơn bằng người yêu mình có bồ nhí nhưng không phải là con bồ nhí mà là thằng chết lặng không biết kể như thế nào em vẫn sốc chưa tỉnh nổi đây Em tên là Hương, quen anh Kiệt từ nhỏ tới lớn không cạch mặt nhau năm nào. Lúc nào cũng chung trường, chung sớm, lâu lâu chung nhà, chung giường lúc nhỏ nữa. Hai đứa em mặc định là Thanh Mai Trúc Mã, bên nhau từ nhỏ, nhưng chính thức yêu là năm 15 tuổi. Độ tuổi đó nhỏ, nhưng mà trường hợp của em thì bình thường mà. Em và Kiệt yêu đến năm 4 đại học thì biến cố cuộc đời xảy ra. Chỉ là đàn ông chưa bóng thôi, chứ để sáp lại thằng chuẩn gu thì trổ bả ngay, nhắc mà đau lòng khúc lên đại học là em quen được một thằng bạn chung ngành nói chung học giỏi giao diện ổn áp với gia đình nhà quan chơi ô và hợp nên em quen tới bây giờ luôn nó tên là quốc kiểu không có em thì kiệt với quốc đi chơi với nhau bình thường hai người là con trai với bạn bè độ với nhau thôi nên em không có nghi ngờ gì hết lần đầu gặp quốc kiệt còn kiểu chơi tới chơi lui Hỏi sao em tiếp xúc với loại con trai gì nhìn ẻo lả với trắng bốc như vậy Kiệt tưởng quốc là con cưng của mẹ Không làm được gì cho đời Nhút nhát yếu đuối rồi đó Nên là kiệt ghét không ưa ra mặt Nhưng ghét thì sao Vẫn chơi chung đi du lịch đồ đó chứ sao Em hay ghẹo là hai người giống người yêu hơn em với kiệt Mấy lần em nói giỡn Ê mày có hứng Bẹo hình bẹo dạng thì có bồ chị Mà em húp thử kìa cho mượn hai tiếng rồi chuyển khoản tới năm xị là ok la hết nghe em nói xong nó đỏ tai mọi người em kiểu ủa alo đùa thôi nha húp thật là em xỉu cái đùng cho nó coi á tính em tin bạn bè kiểu là hai người con trai chơi với nhau lâu lâu em ship thành đôi lấy tiền ghẹo bạn cho vui thôi chứ ai ngờ nó chơi một vố sốc tới tận bây giờ em phải chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp cộng đi thực tập các kiểu nên bận lắm không có quan tâm chăm sóc gì cho anh kiệt được riêng anh kiệt thì sự nghiệp đang phất lên cũng không có thời gian cho nhau Em hiểu, anh cũng hiểu, nên một tuần cả hai gặp nhau bốn lần. Mỗi lần gặp nhau như vậy, em luôn hỏi về chuyện gia đình anh, tính đính hôn thế nào. Thì anh hay trả lời qua loa, kêu mẹ đi coi thầy không hợp tuổi, phải hai năm nữa mới cưới được. Em nghĩ cũng được, vì hai năm nữa em và anh ổn định sự nghiệp, không lo vướng bận, cũng vừa tầm có con là khỏe rồi. Em mong chờ ngày đám cưới lâu rồi, thanh xuân của cả hai dành cho nhau, không phải lá mít mà cho nó trôi vô nghĩa được. Xong bận bịu quá, từ bốn lần còn Zedo, em không gặp anh nhiều và anh cũng ít chủ động nhắn tin hỏi hang em. Em nghĩ là anh giỏi vì em bơ tin nhắn anh nhiều lắm. Nhưng lúc đó em thì không thể sắp xếp thời gian được. Em nhờ Quốc sang coi Trường Kiệt giúp em. Có bị over thinking thì dỗ ảnh giúp cho em. Hai anh em an ủi nhau, giúp em một pha làm hòa. Em nhờ xong, Kiệt chủ động nhắn tin hỏi em, đồ các kiểu. Em xin lỗi anh và hai đứa hòa nhau. Lúc đó em biết ơn Quốc lắm mấy bà. Sau đó em thi xong sớm. Tính mua đồ về nhà Kiệt mở lẩu ăn uống, tiệc bất ngờ mời Quốc sang nữa. Nhưng mà biết gì không mấy chị yêu, em qua nhà anh Quốc để rủ đi siêu thị. Thì thấy máy tính anh mở, màn hình là ảnh cấp bộ với Kiệt nha mấy bà. Bình thường là ảnh em cơ, Em phải xin lỗi vì xâm phạm quyền riêng tư, nhưng mà em vào một ảnh, 100% toàn ảnh của Kiệt với Quốc, sốc điến hơn là có video nude của hai người nhúng nhảy trên người nhau, mà video đấy là lưu 2 năm trước rồi. Em phát hiện ra Kiệt dùng hai sim, hai nick Zalo để nói chuyện với Quốc. Ảnh Zalo gần đây là ảnh hai người hôn nhau trên biển, nhìn nhắn tin quay video ăn sáng đồ làm lòng em chạnh lại. Em còn kiểu ồ thì ra là bận với em, chứ thằng khác thì rảnh. Dính vào đàn ông là dính thương đâu Đàn ông đi bờ đi bụi với thằng khác Cắm sừng mình thì đâu gấp 10 nữa Em xấu quá, em ngồi ở phòng Kiệt luôn Lúc Kiệt về em biết Em muốn hai mặt một lời rồi Nhưng mở cửa ra cận cảnh Kiệt và Quốc hôn nhau thấm thía Cười nói nhộn nhịp lắm mấy bà Giá như trên tay hai ổng không phải là chai bôi trơn Với bờ cờ sờ thì em đỡ nhói lòng hơn rồi Khỏi hỏi phải phản ứng Hai ổng nhìn em Cũng đoán em biết hết trơn rồi nên không giấu nữa Anh Kiệt quỳ xuống trước mặt thú tội với em là Trước khi gặp quốc, anh yêu em rất nhiều, nhưng sau đó anh biết em cần người tốt hơn, phù hợp hơn để yêu em. Anh xin lỗi, anh không như trước được nữa. Em bỏ anh đi, để đi kiếm người khác có thể mang cho em hạnh phúc có được không? Em tác Kiệt một cái rõ đâu. Em biết chuyện này Kiệt không biết được. Sớm hay muộn thì nó là tính của một con người. Nhưng em tức, tại sao không nói em sớm hơn? Anh rõ ràng là lợi dụng em để qua mặt bố mẹ anh. Em không thích như thế. Thấy Kiệt bị đánh, quốc nói với em là Tao biết mày hận hai đứa tao, nhưng mày phải thông cảm chứ anh ấy đâu muốn như vậy đâu Em không muốn nói chuyện với hai người nữa Nhưng lúc đó em cũng chưa chính thức chia tay Em về nhà với tâm trạng bất cần Vừa về là số tài khoản em được cộng 55 triệu Quốc nhắn tin Nhớ lời mày nói không Tao bẹo dạng húp bồ mày thì hai tiếng năm xị Tổng là 30 lần Giá 15 củ Nhưng tao cho tròn 55 củ Mày cầm rồi chia tay trong hòa bình Đừng phiền tao hay kiệt nữa Có tiền làm phiền thiên hạ Em cũng chẳng luyến tiếc gì kiệt nữa đâu nhưng gia đình hai bên là thứ làm em đau đầu Em thông cảm cho Kiệt được Nhưng bố mẹ là một bầu trời khác Dù gì em và hai người đó không còn liên lạc gì nữa Bố mẹ hay hỏi Nhưng mà em bảo là không hợp nên chia tay rồi Ông bà cũng kiểu nửa tin nữa không Nhưng mà không ép hỏi em nhiều Một cú sốc dành 24 năm để nhận ra Buồn thật chứ Gia đình tôi có bốn người, bố mẹ, anh trai và tôi. Nhưng trước khi kết hôn với mẹ tôi, bố cũng đã có ba người con. Hoàn cảnh gia đình tôi khá phức tạp vì con chung con riêng lộn xộn. Có lẽ vì thế mà tôi luôn cảm nhận tôi chưa bao giờ thấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi trở về nhà. Từ khi còn rất nhỏ, bố đã đi làm biền biệt, mỗi năm về nhà vài lần. Mẹ tôi giống như một bà mẹ đơn thân, còn tôi và anh trai thì luôn bị trêu chọc là không có bố, bị bố bỏ rơi. Đã rất nhiều lần tôi nhào vào lòng mẹ khóc, mẹ ơi tại sao bố không ở với mẹ con mình nhưng đáp lại lời tôi mẹ chỉ khóc mà không nói gì hai năm nay bố tôi mới về hưu ông thường xuyên ở nhà với mẹ con tôi nhưng chính vào lúc này tôi lại cảm nhận cuộc sống vô cùng không thoải mái thiếu tiếng cười là như thế nào Bố tôi là một người hay giận dỗi, bất kể mẹ hay tôi nhắc nhở điều gì, ông cũng sẽ nổi giận, tỏ thái độ không nói chuyện, không ăn chung uống chung, thậm chí có lần, mẹ tôi chỉ nhắc nhở bố đóng cửa cổng lại để người lạ không vào, bố đã tự nhốt mình trong phòng 4 ngày liền, đêm mọi người đi ngủ thì bố mới ra khỏi phòng lấy cơm nguội ăn rồi lại vào phòng khóa trái cửa lại. Chính vì vậy mà trong nhà chẳng ai dám động chạm nói gì với bố, không giao tiếp được với bố, ông ấy chỉ như một bóng ma tồn tại trong căn nhà tôi không hề cảm nhận được sức sống và sự ấm áp từ ông ấy không những vậy anh trai tôi đi làm ở xa căn phòng của anh luôn bỏ trống bố tôi dọn hết đồ đạc vào trong căn phòng đó còn phòng riêng của bố mẹ thì chỉ có một mình mẹ tôi ở trong đó tôi cảm giác như bố và mẹ tôi đang ly thân vậy gần đây có người quen cũ của bố tôi ở tận ngoài bắc vào trong nam thăm hỏi gia đình tôi ông khách cười hỏi hàng tháng tôi đều đưa hết lương cho vợ bãi chăm tôi như chăm con sướng lắm không cầm tiền trong tay kể cũng nhàn còn ông Hàng tháng đưa cho vợ bao nhiêu tiền? Nhìn cái áo lủng lỗ ở cổ kìa, dặn vợ mua thêm đồ mới, thiếu tiền thì cứ đưa thêm cho bà ấy. Vợ mình chi tiêu cái gì cũng vào người mình, có gì đâu mà ngại." Thế nhưng bố tôi lại đáp, "Nhà tôi độc lập tài chính, tiền tôi kiếm được tự tôi chi. Quần áo của tôi thì cũng tôi cũng tự mua theo ý thích luôn. Nói chung là sống thoải mái, không phụ thuộc ai, tôi lại thích thế hơn là để vợ chăm mong ạ." À. Nghe đến đây tôi mới ngỡ ngàng, thì ra chưa bao giờ bố đưa tiền cho mẹ. Vậy mà mẹ vẫn cắn răng tự bỏ tiền ra cơm nước, áo quần cho bố. Tôi cảm nhận mẹ là một người quá vị tha. Nếu chồng tôi mà như vậy, có lẽ là đã chia tay từ lâu rồi. Sao có thể sống hơn 30 năm với nhau như vậy được? Trong một lần bố về quê nội, mẹ tôi lại bị tăng xong phải nhập viện cấp cứu. Trong lúc lục loại tủ đồ để lấy quần áo và tiền bạc, tôi đã vô tình lấy được cuốn sổ nhỏ mẹ giấu kỹ trong góc tủ. Thì ra đó là nhật ký của mẹ tôi. Nội dung bên trong cuốn nhật ký khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng ngày đó mẹ đồng ý cưới bố tôi vì ông dọa nếu không cưới sẽ nhảy vào đường tre xe lửa mẹ tôi sợ vì mình mà một mạng người ra đi nên ngậm đắng nuốt cây từ bỏ mối tình sâu đậm để cưới bố thế nhưng vào đêm tân hôn bố đã không ngừng gọi tên vợ cũ khiến mẹ cảm thấy vô cùng tủi nhục vào thời của bố mẹ ly hôn là một vấn đề rất kinh khủng cho dù vì lý do gì mũi dùi dư luận cũng hướng vào mẹ nên bà ấy chỉ đành chôn vùi bản thân trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc Tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống gây ức chế, mẹ đều viết lại để giải tỏa tâm trạng. Theo nội dung cuốn nhật ký, mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi mẹ tôi sinh ra anh trai tôi. Anh ấy có nhan sắc giống mẹ tới 99%. Bố tôi luôn nghi ngờ anh không phải là con đẻ, nên ông cũng đã nhiều lần chửi bới và nói ngu dại khi cưới mẹ tôi. Mẹ đã đập đầu vào tường, muốn trai đi mãi mãi. Nhưng rồi nghe tiếng khóc của anh trai, mẹ đã dừng hành động lại, chạy tới ôm anh trai vào lòng. Thời điểm đấy, bố đã nói, Đồ nước mắt cá sấu và sau đó ông bỏ đi làm ăn xa. Vẫn chửi mắng như vậy, nhưng mà mỗi khi bố trở về nhà, ông đều bắt mẹ tôi phục vụ chuyện giường chiếu. Vì vậy tôi mới được tra đời. Càng độc tôi càng cảm thấy thật kinh khủng. Muốn mẹ nhanh chóng thực hiện ly hôn với bố. Nhưng khi nói chuyện với mẹ trong bệnh viện, bà lại nói mấy lời làm tôi chết sững Nước sông không phạm nước giếng. Như giờ chẳng tốt sao? Ông ta muốn làm gì mặt xác ông ta? Giờ tóc bạc cả rồi, ly hôn cũng có ý nghĩa gì đâu con hơn nữa mẹ muốn giữ hình ảnh gia đình hạnh phúc sau này con lấy chồng cũng được nhà chồng coi trọng hơn tôi nghe mẹ nói mà trong lòng tôi đau nhói ly hôn hay là sống chung nhà nhưng chẳng quan tâm đến nhau mới là lựa chọn tốt giữ một cái vỏ bọc gia đình để tôi dễ kết hôn thì có đáng không khi bạn và anh người yêu không má nào chịu thua má nào, nói câu nào là cắn nhau câu đấy, nhưng mà vẫn dính nhau đến tận bây giờ, đúng là đỉnh thật chứ. Chuyện là hồi mới vào cấp 3 khi mình vừa bước chân vào trường, thì được ghép chung lớp với Quang. Người đàn ông có cái mỏ hổn không khác gì mình. Hai đứa mình chung lớp đã giúp lớp trở nên sôi nổi hơn rất nhiều. Ví dụ như buổi sáng vừa đến lớp là Quang đã đá vào ghế mình lúc mình đang gục lên bàn ngủ để khiến mình lên cơn quát nó hay là khi chia nhóm làm bài mình và quang luôn là hai nhóm đối đầu cứ lên thuyết trình là y như rằng cả lớp được nghe hai đứa cơm bát nhau đã thế còn kiểu một đứa miền bắc một đứa miền nam cãi nhau cứ oan oan khiến thầy cô chán chả buồn can nữa thấy quái nào cãi nhau nhiều như thế nhưng mà tính hai đứa chúng mình lại rất hợp nhau hôm đó ngày gì mà cả lớp vui lắm mình với quang tự nhiên hướng nội ngồi ra một góc rồi nói xấu một cái thư con bé Pitmiger của lớp vậy là thân nhau, chửi nhau đi chơi với nhau suốt 2 năm trời thì tự nhiên cuối năm lớp 12 thằng Quang tỏ tình mình. Hôm đó là hai đứa đi quán nét với nhau vì đã xét kẹo từ trước rồi, mình đang húp tô mì thì thằng Quang quay qua, mày yêu tao không? Hai chúng mình thành đôi, không thì tao đi thành đôi với đứa khác. Mình nhìn nó hỏi chấm vậy, đây là tỏ tình đó hả? Rồi mình hắn giọng bảo, làm như tao thèm yêu mày, chẳng qua tao làm theo con tim nên mới đồng ý thôi, đừng có tưởng bỏ quá nhiều. Sau ngày định mệnh đấy, hai đứa bắt đầu hẹn hò, kiểu người ta yêu đương thì ngọt ngào, còn hai đứa mình yêu đương chỉ thấy cãi nhau thôi. Quang còn lên lịch chọn hẳn chủ đề mỗi đứa một quan điểm để phản biện nhau nữa cơ mà. Mẹ nó chứ yêu đương mà nó bắt mình nó thi hùng biện mà phải thắng mới được nha, cây không chịu được, ai chẳng biết nó giải nhất hùng biện, mắc gì phải khoe kiểu thế không biết nữa. Rồi hôm đó Quang nhắn tin hỏi mình có đi ăn không, nó qua đón mình, thì mình ok, mình đi ăn, nhưng mà mình không mang ví gì hết vì quan rủ vội mà em cũng đi vội điện thoại cũng chẳng cầm vì chủ quan đến quán thì người yêu mình nhìn mình đầy chán nản anh chỉ mang đủ đúng một bát của anh thôi em không có tiền thì ngồi nhìn đi chấp nhận vậy mình cay nhưng không có tiền thì làm gì được đang ngồi im thì quan còn thêm mắm giảm muối lần sau đi chơi với anh phải mang tiền tiền nông phải sòng phẳng thì mới bền được em yêu có hiểu vấn đề này không nhở các bạn thấy chưa Thằng bồ nó nói với mình vậy đó Mình điên tiết tát cái bóp vô đầu nó một cái Định mệnh mày ăn đi Nó lắm à mà. Mày húp hết bát mì đấy đi Để tao coi tối nay mày có đi ẻ chảy cả đêm không Ranh con yêu đương mà bát mì còn tính toán Nó nhìn mình mắt trưng trưng Xin lỗi được chưa Nuốt nó không vô nữa rồi Đi về Ngồi trên xe hai đứa mình chuyển trạng thái, nói chuyện với nhau như chưa hề có vụ chửi nhau trước đó, rồi lại bắt đầu đi qua phố đi bộ để ngắm gái hoặc là lượn mấy khu có gái bán hoa, xong rồi xem em nào xinh nhất đứng đợi xem em của ai được bút trước thì trả tiền trả đá. Ngày trước đi hẹn hò, chúng mình đang tung tăng trên con phố quen thuộc đúng lúc mình cúi xuống buộc dây giày, thì một thằng nào đó đi qua, nó cố tình dẫm vào giày mình, còn tính bước qua đầu mình nữa. Mình đứng dậy hỏi là anh làm gì đó, mặt thằng cha kia vẫn cân cân để thách thức làm gì kệ mẹ tao mẹ nó chứ chính nó bước qua đầu mình mà nó ăn nói kiểu đó cây vải đã thế nó huýt vai mình một phát mình chửi lại sao bây giờ mày muốn gì tao méo sợ thằng nào đâu nha tao chưa động gì đến mày đâu đó thằng cha đó kiểu tự trọng cao liền giơ tay lên tính đấm mình quan nhà mình vội kéo mình lại thì thầm đừng có gây sự vì tao méo bảo lãnh giúp mày được đâu má cái thằng này nó nhát vậy mình tức quá đấm thằng bồ một cái rồi lên giọng mày cũng được chứ nhờ dám cản tao mày không muốn sống yên ổn ngay cả khi tôi đã chia tay với tao hả muốn ăn đòn thì cản nữa đi mình hét to thì thằng kia cũng sĩ diện hảo thôi nhanh chân chuồng như con cá trạch may quá nó chạy trước chứ nó mà vẫn ngáo ngáo đưa mặt khách đánh á, thì khó cho mình quá xong xuôi mình phủi tay vui vẻ thì quan nhìn mình tự nhiên nó không hơn thua mà nó khóc mình hỏi sao thì nó bảo là mày chửi giọng này nghe nặng nề nó tức lắm nó bỏ về còn vứt em ở lại chỗ đi dạo mẹ cái thằng cha điên sáng hôm sau gọi điện mãi không được nhắn tin nó không đọc chỉ gửi đúng một tin nhắn điện thoại thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang giỏi chưa muốn trả lời xin quý khách vui lòng nhắn tin gọi điện sau đừng có sồn sồn đòi đắm người ta người ta chia tay thật đấy các bạn ạ à, mệt không yêu đương dựa trên sự bình đẳng đôi bên nó dám giận mình thế đấy các bạn nữ ạ à, top một những thằng không nên yêu chính là thằng người yêu mình vừa hơn thua với người yêu nè vừa không ga lăng nè vừa nghĩ là mình là công chúa anh nào có biểu hiện như thằng người yêu mình Thì các bạn né đi nha Ghét thế Dỗ mãi không hết dỗi Cho lẽ lại đấm các bạn nhờ Chào mọi người Mình là Thành Năm nay 23 tuổi Mình đang bế tắc quá Cho nên muốn lên đây Nhờ mọi người cho ý kiến Chuyện là mình có quen một em người yêu cùng tuổi Tên là Linh Mình và Linh yêu nhau được 4 năm rồi Từ khi tụi mình còn học chung trường đại học cơ Mình bị chinh phục bởi cái tính hoạt bát đáng yêu của Linh Cho nên quyết tâm theo đuổi em cả năm trời sau khi Linh thấy mình chân thành quá, cho nên cũng nhận lời làm người yêu của mình thì tụi mình vẫn đi ăn đi chơi cùng nhau như những cặp đôi khác thôi linh rất là chu đáo với mình nha em quan tâm chăm sóc thỉnh thoảng là sang tận trọ để mà nấu ăn cho mình nữa chứ đặc biệt linh rất là ít khi ghen tuông vô cớ mình có đi chơi với bạn em cũng chỉ nhắc mình là về sớm đó lâu lâu thì có gái nhắn tin xin làm quen thì em cũng chỉ tỏ thái độ giỏi cho nó vui thôi lúc đó là em luôn tôn trọng thời gian riêng tư của mình mà đến khi cả hai ra trường thì mình có dắt em về nhà ra mắt. cả nhà mình đều rất là thích em, ủng hộ tụi mình yêu nhau luôn mà. cả hai đứa mình á đều dự định là đi làm một vài năm tích góp tiền rồi sẽ cưới. Mọi việc khá là suôn sẻ cho tới khi á, tụi mình lần đầu chăn gối với nhau. Hôm đó tụi mình đi ăn liên hoan với hội bạn, mình chở em về nhà. Lúc đó là do trong người có men á, cho nên mình không có kiềm chế được. Mà mình nghĩ là kiểu gì thì mình cũng sẽ cưới em thôi. Cho nên chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra mà hôm sau á, mình còn chu đáo đi mua thuốc cho em uống nữa chứ. Nhưng mà cũng từ hôm đó, tính nết em thay đổi hẳn nha. Từ một cô gái dịu dàng hiểu chuyện, em trở nên ghen tuông điên cuồng luôn. Em kiểm soát hầu hết thời gian của mình, em không còn quan tâm mình như trước. Mà mỗi lần nhắn tin á, là chỉ hỏi mình là đang làm gì, ở đâu, với ai. Hôm á, mình bảo mình tăng ca, em còn qua tận cửa trọ mình để đợi nữa kìa. Thế mình về trễ, em còn cáo bẳng lên, tra hỏi mình là, ủa đi đâu vậy? mình có giải thích như thế nào đi chăng nữa em cũng không tin rồi hả khóc ầm khóc ỉ lên từ đó cứ hễ mình đi đâu làm gì là phải báo cáo cặn kẽ với em trời ơi thậm chí còn phải về đúng giờ nữa nha hôm cuối tuần em qua trọ mình để nấu ăn cho hai đứa đang ăn vui vẻ thì chị đồng nghiệp của mình gọi đến bà chỉ hỏi mình về công việc rồi hai chị em nói trêu nhau vài câu vậy mà tắt máy xong mặt em hầm hầm một đống luôn nhìn mình rồi hỏi chứ chị ta là ai vậy đồng nghiệp gì mà nói chuyện thân mật dữ vậy hai người mà ám với nhau đúng không Nói xong em còn lấy điện thoại của mình tra thông tin của chị kia nữa Sau khi thấy chị kia cũng xinh xắn Thì em điên lên xong lấy đũa ném mình Nói mình định ngoại tình có đúng không Trời ơi thấy em vô lý quá Mình có quát vài câu Thế là em hất luôn mâm cơm đang ăn xuống đất Xong ngồi khóc tức tưởi Trời đất ơi mình không biết là em bị sao luôn á Đáng vậy hôm sau em còn inbox cho chị đồng nghiệp của mình Tra hỏi, hâm dọa đủ điều Đến nỗi chị ấy phải cầu cứu mình luôn kìa Giờ mình gặp chị ấy là ngại vãi ra luôn Thầy ở riêng không kiểm soát được Em lại đòi ở chung rồi với mình à Em bảo dù gì em cũng cho mình Rồi sao phải ngại nữa Mình thương em cho nên cũng đồng ý Từ ngày ở chung á thì tiếp xúc với ai Mình cũng phải dè dặt Không dám nói chuyện chung với phái nữ Vì sợ em ghen Rồi á mình cũng hạn chế đi chơi với bạn bè luôn Hôm mình đang làm về bị hư xe Nên phải đợi sửa Điện thoại thì hết pin Thế là lúc về vừa mở cửa ra Mình đã thấy nhà cửa tan hoang luôn Chén bỉa bể nát nằm khắp sàn Còn em thì ngồi khóc một góc Nãy mình hoảng quá chưa hiểu chuyện gì Chạy vội xem là em có làm sao không Lúc này thấy mình em túm lấy cổ áo mình Hỏi tại sao tắt máy Đi đâu mà tắt máy Trời ơi trời Mình có giải thích xe hư Nhưng mà em không tin Bảo mình nói dối đi đi với gái Bây giờ mình thực sự là sợ em luôn á Em cứ vừa chửi vừa đập phá đồ đạc Đến nỗi mình phải nhờ hàng xóm sang can ngăn luôn á Mình thấy em không còn là em lúc trước nữa em làm mình thấy mối quan hệ này nó ngột ngạt lắm luôn sau khi suy nghĩ kỹ càng mình quyết định là tách trọ nói với em là nên tạm cho nhau yên tĩnh thời gian đi thế là lại khóc cầu xin mình là đừng bỏ rơi em còn dọa nếu mình tách ra em sẽ làm chuyện dại dột khiến mình phải hối hận trời ơi giờ mình phải làm sao đây mọi người mình thương em thiệt mà em cứ như vậy mình không có sống nổi có cách nào để em trở lại như xưa không vậy mọi người làm ơn giúp mình với